Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cái cặp cặp này đã mở nắp bình nè. Đó. Làm inox 304 rất là chắc luôn, rất dày. Gửi cho ông khách ở trên Bình Dương nè mọi người. Ông ở thủ dầu 1 Bình Dương nè. Ông thấy cái cây mình làm chắc quá, ông mê quá, ông đặt cho mình một cặp cây phi 110 đó. Phi 110. Cây này dặn nắp bình phi 100. Còn ai mà có cái nắp khác nữa thì đưa mẫu nắp cho mình làm cho hơn. Rất chắc chắn luôn không? Bao bền luôn. Cái này có thể mình lấy cây mình gõ vô được, tại cái cán này nó cán lỗi đặt luôn nè, không phải ống đâu. Ống thì nó gãy chứ mà đặt thì nó cứ ngắt luôn. Và hai cái miếng hai bên nó trợ lực. Mình có thể mình dặn nó không có gãy cán ra được. Còn cái đai này thì quá dày rồi, nó không có thể gãy ra được đâu. Đó, nó bỏ vô cái nắp mình dặn ra, cái nào cứng quá rồi mình lấy cái cây dùi cui mình đập vô cái cán này cái là nó chạy ra thôi. Còn đây là cái rót 24 vòi. Cái này cái bộ phận đề chai. Này bộ phận đề chai, còn đây là rót 24 vòi. Đó. Đây là cái bộ rót 24 vòi nha mọi người. Bộ rót 24 vòi này thì nó mình gắn vô mấy cơ á, mấy gạt van tay của mình á. Mình rót chai rất là nhanh, mua két Pepsi về rót. Mua cái két kia về rót nha mọi người nha. Két 24 chai, bây giờ mình để chai vô mình rót. Nhanh chóng tiện lợi luôn. Đây là bộ rót 24 vòi. Đó. Còn đây là cái tấm đè cái chai lại, định vị cái cổ chai cho anh đừng chạy. Nha. Đó. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ số 0907 749286 cho số Zalo luôn nha mọi người. Bộ rót 24 vòi, đầu răng 27 luôn nè. Giờ gắn vô cái máy bàn, cái bàn rót tay của mình rót cho nhanh. Rót một lần đầy két rồi ra và rặn nắp cho nó lẻ nha mọi người nha. Rót lần hai chai cực lắm. Đây là bộ rót 24 vòi với lại cái vỉ đè giữ cái miệng chai với cái két cho nó định vị cho tốt nè. Đó. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt, còn ai mà muốn mua máy rót tự động thì mình cũng có luôn. Rồi chào tạm biệt mọi người.